là máy lên full 110 cho xíu tại tiệm sửa xe khách. Anh em nào muốn nâng cấp máy mạnh lên thì qua tiệm xe khách nè. Tới địa chỉ 462-15, đường 3 tháng 2, phường 2, quận 10 nha nè. Xíu 100 lên 110 nha nè. Bao chạy nhẹ xe bóc tiết kiệm xăng. Đây. Thời gian làm việc từ 8 giờ tới 5 giờ tất cả ngày trong tuần anh em ha. Nhận nâng cấp máy lên full 110, 125, 135, 150, 175 nha nè. 175, 200, 250. Anh em muốn lên cỡ nào cũng có. Anh em nào ở xa không tới tiệm thì một là gửi xe cho Khánh, hai là Khánh gửi đồ cho anh em. Liên hệ số điện thoại Khánh nè, 038 9910 535. Xíu 100 nha nè. Lên full 110 chạy cho nó nhẹ xe. Làm cho nó khỏe nha anh em. Đây. Tranh thủ tới sớm nha nè, tranh thủ sớm là không sớm để xe rất đông ha. Khỏi chờ đợi. Chào tất cả anh em ha.